Thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cái cách tạo đề kiểm tra bằng Google Form và cái tạo đề kiểm tra theo một cái mẫu có sẵn. Thì cái mẫu này được đặt ra như thế này. Đây là một cái ví dụ. Ví dụ như phần 1 là phần thông tin thì gồm có họ tên học sinh, lớp và mã đề. Phần 2 là phần bài làm, có thể là gồm có trắc nghiệm và tự luận. Xin trình bày hai cái dạng này. Và đây là một cái đề cụ thể. Ví dụ đây là một cái đề kiểm tra của môn lịch sử. Thì học sinh phải ghi họ và tên vào đây. Rồi lớp. Ví dụ như là lớp 8A1 và phải nhập đúng cái mã đề vô đây thì học sinh mới vào làm được. Như vậy thì nếu làm sai thì không không thể nào vào làm bài được. Phải nhập đúng. Nếu đúng thì bấm tiếp. Thì học sinh sẽ vào làm bài. Và ở đây là cái đề toàn bộ là trắc nghiệm. Vậy thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cái cách tạo ra cái đề kiểm tra như thế này. Thì để tạo ra một cái đề kiểm tra bằng cái Google Form thì đầu tiên chúng ta phải đăng nhập vào cái tài khoản Google của chúng ta. Và để chúng ta sẽ vào Drive. Rồi sau đó mình sẽ tìm tới một cái thư mục nào đó mà mình cần tạo cái đề ở trên đó. Và có thể là chúng ta nên mở một cái thư mục mới dành cho cái đề của chúng ta. Sau khi mà chúng ta tạo ra rồi thì mình sẽ soạn cái đề ở trong cái thư mục chúng ta mới vừa tạo đây. Thì từ cái chỗ trống này chúng ta bấm phím phải chọn cái Google biểu mẫu. Và chọn cái từ mẫu, có nghĩa là từ một cái mẫu nào đó nhất định. Và ở đây tôi đã tạo ra một cái đề kiểm tra trên cái tài khoản anjang.edu.vn là của Sở Giáo dục An Giang. Ở đây chúng ta chọn vào cái câu hỏi trắc nghiệm chấm của cái mục giáo dục này. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào và làm được cái đề. Chỗ này có nghĩa là cái tên của cái form này hay là tên của cái file lưu trên Google Drive. Chúng ta nên đặt ở đây là đề kiểm tra. Thí dụ như là học kỳ 1 tin học chính. Thí dụ vậy. Thì còn cái này là cái tiêu đề của cái bài kiểm tra, học sinh có thể nhìn thấy được cái tiêu đề này. Ví dụ như chúng ta để ở đây là đề kiểm tra học kỳ 1 môn tin học, hoặc là để là tin học chính. Rồi chỗ miêu tả này thì chúng ta có thể miêu tả gì cũng được. Ví dụ như ở đây là chung với phần 1 đi thì chúng ta có thể để là các em điền đầy đủ thông tin vào phần sau. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái họ và tên. Đây phần 1, phần thông tin, như vậy là họ tên lớp và mã đề. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm họ và tên. Cái phần này nên chọn cái câu trả lời ngắn. Chỗ này để là họ và tên học sinh. Phần này nên để là bắt buộc, vì nếu thiếu tên học sinh thì chúng ta sẽ không có truy bài được. Rồi tiếp theo, để tạo ra câu hỏi mới thì chúng ta bấm vào cái dấu cộng. Thì chỗ này chúng ta cũng chọn là câu trả lời ngắn và chúng ta ghi ở đây là lớp. Cái này cũng là bắt buộc. Phần thứ ba là cái mã đề thì chúng ta cũng bấm vào đây. Cũng chọn cái câu là trả lời ngắn và chúng ta để đây là em hãy nhập đúng mã đề, hãy nhập đúng mã đề
do giám thị cung cấp. À, rồi thì để ghi được cái mã đề thì chúng ta nên chọn vào đây và chọn là xác thực phản hồi. Ở đây có rất nhiều cái phần để cho chúng ta lựa chọn, nhưng mà chúng ta nên chọn là số, và ở đây cũng nhiều lựa chọn, chúng ta nên chọn là bằng. Có nghĩa là khi chúng ta nhập một cái số mẫu vào đây thì học sinh nó sẽ nhập đúng cái số mẫu của chúng ta thì mới vào làm bài được. Ví dụ ở đây chúng ta để là 1 2 3 4 5 6. À, thì cái mã đề của chúng ta bây giờ là 1 2 3 4 5 6. Rồi, nếu như cái văn bản nếu như học sinh nó nhập sai thì nó sẽ hiển thị lên cái điều gì? Thì ví dụ như học sinh nhập sai thì chúng ta để là mã đề sai, mã đề sai. À, liên hệ với giám thị coi thi. Đấy. Như vậy thì nếu học sinh nó nhập sai cái mã đề thì nó sẽ hiện lên cái câu này thông báo cho học sinh. À, ví dụ như chỗ chỗ cái đề này chúng ta nhập vào cái mã đề như thế này để sai thì nó sẽ hiện lên cái dòng là mã đề sai liên hệ với giám thị coi thi. Như vậy thì chúng ta đã soạn xong cái phần thứ nhất là phần thông tin. Và cái phần mã đề này chúng ta cũng để là bắt buộc. Như vậy thì phần thông tin tất cả ba cái câu này họ tên, lớp và mã đề đều là bắt buộc. Bây giờ chúng ta sẽ sang qua phần 2, đó là phần bài làm. Thì phần này có thể là trắc nghiệm hoặc là tự luận. Thì để sang phần 2, chúng ta bấm vào chỗ này là thêm phần. Như vậy thì đã sang phần 2. Thì chỗ đề mục này chúng ta để là phần bài làm. Rồi. Nếu đây là cái câu hỏi trắc nghiệm thì chúng ta nên để thêm chỗ cái phần mô tả là các em hãy chọn câu trả lời đúng nhất. Trường hợp 2 là đối với một cái form đã tạo ra các câu hỏi xong rồi. Bây giờ chúng ta muốn tách phần ra thì làm như thế nào? Chúng ta muốn là ở cái phần 1 là gồm có họ và tên, và phần 2 là tần số điện thoại trở về sau. Thì muốn tách phần như vậy thì chúng ta bấm vào cái câu lớp này nè, câu lớp, và sau đó bấm thêm phần. Đó. Như vậy thì cái số điện thoại nó đã sang phần số 2. Đó. Cái ý thứ ba trong cái việc thêm phần này thì giả sử như ở đây cái đề này có hai phần thì chúng ta đã lỡ bấm thêm phần rồi và bây giờ chúng ta muốn bỏ cái phần này đi thì chúng ta bấm ngay cái chỗ phần 2 đây, phần 2, và đây có nút ba chấm, bấm vào đây. Trong này có sao chép, di chuyển, xóa và hợp nhất. Xóa phần có nghĩa là mình xóa bỏ hết tất cả những câu hỏi trong phần 2 này, còn hợp nhất có nghĩa là chúng ta bỏ đi cái phần 1, phần 2 này. Các cái câu hỏi nó sẽ gom về một phần 1. Đây, thí dụ như ta bấm hợp nhất thì nó sẽ trở về đúng như ban đầu. Đúng như ban đầu. Còn nếu trường hợp mà chúng ta ở đây bấm xóa phần, xóa phần. Đó, thì tất cả những cái câu hỏi trong phần 2 đều bị mất. Trường hợp này chúng ta vẫn có thể hoàn tất lại được bằng cách bấm Ctrl Z thì nó sẽ quay trở lại. Hoặc là bấm cái Undo phục hồi lại cái bước trước. Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành làm các câu trắc nghiệm. Bấm vào dấu cộng để thêm một cái câu trắc nghiệm. Thì trắc nghiệm ở đây đã là mặc định rồi. Phần câu hỏi này chúng ta có thể là gõ vào hoặc là chúng ta chèn một ảnh vào. Ví dụ như chúng ta đây có thể gõ vào bình thường, hoặc là đối với những cái đề toán hoặc hóa hay là các cái môn mà cần phải chụp hình. Ở đây tôi ví dụ đây là một cái đề môn toán. Chúng ta thấy câu 1 này nó có cái số như thế này rất là khó đánh vào, cho nên chúng ta có thể là chụp cái hình và đưa vào. Thì như vậy thì chúng ta có thể dùng nhiều cách
để chụp cái màn hình này lại. Đó. Nhưng mà tôi có thể giới thiệu một cái cách, đó là chúng ta dùng cái Snap Pin Tool. Chúng ta bấm vào đây, đưa trỏ vào cái chỗ menu này, gõ chữ S và N thì chúng ta thấy cái phần mềm Snap Pin Tool hiện ra. Hoặc là cách thứ hai, chúng ta sẽ kéo xuống tìm tới cái thư mục là Windows Accessories. Và vào đây thì chúng ta sẽ thấy cái phần Snap Pin Tool. Đó, nhấp vào nó. Rồi, sau đó bấm chữ New. Đó, thì khi bấm chữ New nó sẽ ra dấu cộng này. Chúng ta quét màn hình ở đâu thì nó sẽ chụp cho chúng ta ở cái phân đoạn đó. Ở đây. Ví dụ như cái câu này là câu số 1. Rồi. Rồi, chỉ đơn giản là chúng ta bấm vào Save và Save lại. Chúng ta nên tạo ra một cái thư mục nào đó trên máy tính để mình lưu cái hình này lại cho nó dễ tìm. Thí dụ ở đây tôi chọn là điền comment. Đó. Rồi. Toán học đi. Rồi. Sau đó save cái hình này lại. Ví dụ tôi để đây là câu 1. Rồi, save. Như thế là chúng ta đã lưu cái hình này vào trong máy. Thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái đề của chúng ta. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ bấm vào cái chỗ nút mà thêm hình ảnh đây. Rồi. Chúng ta bấm vào cái chỗ mục là tải lên. Rồi duyệt. Có nghĩa là tìm kiếm tới cái đề mà hồi nãy chúng ta lưu đó. Cái hình ảnh đề chúng ta lưu đó. Thì đây là tôi nhớ là đi document. Đó. Document. Rồi toán học. Rồi đây là câu 1. Bấm vô đây. Chọn nó. Và bấm Open. Như vậy thì cái đề này nó được tải lên hệ thống và nó sẽ hiển thị ở đây. Đó. Rồi tiếp tục thì ở đây là các cái câu trả lời. Đó. Thí dụ như là ít đi. Ví dụ như đây là câu trả lời thứ hai là y z a. Thì các cái câu trả lời này cũng tương tự như câu hỏi, là chúng ta cũng có thể là gõ chữ trực tiếp vào. Và ở cuối này là cũng cho phép chúng ta chèn hình hoàn toàn giống như câu hỏi. Sau khi đã soạn xong cái phần câu hỏi và các cái phương án trả lời thì chúng ta sẽ đi tiếp theo là cái phần đáp án. Bấm vào đáp án. Thì trong phần đáp án chúng ta làm hai công việc. Cái thứ nhất là chọn cái câu trả lời đúng. Ví dụ như câu này là câu trả lời đúng. Chúng ta bấm vào đây thì nó có cái dấu tích. Và sau đó là chúng ta cho điểm. Ví dụ như cái câu này đúng là 5 điểm. Thì chúng ta chọn ở đây là 5 điểm. Rồi sau khi đã làm xong hai việc này, chúng ta bấm xong. Đó. Khi chúng ta bấm xong thì chúng ta thấy ở trên giao diện câu hỏi đó, là nó có cái đáp án đúng và nó có điểm. Vậy thì chúng ta đã soạn xong cái câu hỏi này. Để cho cái câu hỏi này nó trộn cái phương án trả lời ABCD này đã làm cho cái đề chúng ta nó phong phú thêm thì chúng ta có thể bấm vào cái nút ba chấm này và chúng ta có thể chọn tiếp tục là sắp xếp lại thứ tự đáp án. Đã. Như vậy thì khi mà chúng ta cho kiểm tra thì bốn cái đáp án này nó có thể xáo trộn lại với nhau. Như vậy thì để thêm câu hỏi chúng ta chỉ cần bấm dấu cộng thì chúng ta sẽ thêm được một câu hỏi mới. Làm tương tự đối với cái câu trắc nghiệm ở trên. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái câu là tự luận. Thì để chọn lại tự luận thì chúng ta có thể là chọn trả lời ngắn hoặc trả lời một đoạn hoặc là tải tiệp lên. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái dạng là tải tiệp lên. Có nghĩa là học sinh là học làm bài trên giấy và sau đó chụp hình lại rồi tải cái hình ảnh bài làm lên trên cái câu hỏi này. Rồi. Sau khi chúng ta chọn tải tiếp lên thì nó sẽ cảnh báo là cái người trả lời phải đăng nhập vào Google thì mới có thể là tải tiếp lên lên cái biểu mẫu này được. Chúng ta đồng ý tiếp tục. Rồi, chúng ta ghi câu hỏi tại đây. Ví dụ như là virus là gì? Thí dụ vậy.
vì vốt là gì? Và học sinh nó sẽ làm trên một cái tờ giấy và sau đó sẽ chụp hình nộp lên chỗ câu hỏi này. Thì chỗ này chúng ta lưu ý những điều như sau. Ở đây là cho phép tải lên những cái tệp quy theo quy định, ví dụ như tải là tài liệu hay là bản tính PDF video thì chỗ này chúng ta có thể là bỏ qua, còn nếu chúng ta kỹ thì chỉ cho học sinh tải hình ảnh thì bấm vô đây đó. Như vậy mình tiếp vô cái nào thì học sinh chỉ được phép tải cái dạng đó mà thôi đó. Còn nếu chúng ta không quy định thì tắt nó đi đó. Rồi cái thứ hai đó là số lượng tệp tối đa. Ví dụ như mỗi một cái trang là một hình ảnh thì chúng ta có thể là chọn nhiều cái tệp hơn để cho học sinh đưa lên. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể chọn là 10. Rồi kích thước của cái tệp tối đa là bao nhiêu thì chúng ta chọn vô đây. Và cái biểu mẫu này có thể chấp nhận là tối đa là một ghi dung lượng, có nghĩa là tất cả học sinh chúng ta nộp bài thì cái ra chúng ta chỉ chấp nhận là một ghi thôi. Nếu thay đổi thì mình bấm vào đây. Ví dụ như đối với môn văn là cần nhiều, rất nhiều cái bài học sinh và kiểm tra toàn trường thì chúng ta có thể là tăng cái dung lượng này lên. Ví dụ như đây, chọn vô đây. Tổng giới hạn kích thước tối đa cho tất cả các tệp tải lên. Ví dụ ở đây chúng ta có thể là chọn 100 GB chẳng hạn. Rồi, bây giờ trả lại phần câu hỏi của mình. Như vậy chúng ta đã thay đổi đây là 100 GB. Như vậy thì chúng ta đã soạn xong một cái câu tự luận. Khi chúng ta đã tạo xong một cái đề kiểm tra bằng Google Form thì chúng ta có thể qua cái câu trả lời. Và ở đây chúng ta có thể tạo ra một cái bảng Excel để lưu lại cái kết quả làm bài của học sinh. Để tạo ra cái bảng Excel theo dõi kết quả thì chúng ta bấm vào đây, tạo bảng tính và bấm chữ tạo. Như thế thì nó sẽ sinh ra cho chúng ta một cái bảng Excel. Thì trên này có ghi lại cái dấu thời gian làm bài, điểm số, họ tên học sinh, lớp và các cái đáp án của các câu hỏi. Thì chúng ta trở lại cái phần write của chúng ta. Thì chúng ta thấy ở đây nó đã sinh ra thêm được một cái bảng Excel. Và đây là một cái ví dụ về cái bảng Excel này. Ví dụ đây là một cái đề kiểm tra tin học chính. Đây là phần câu hỏi và đây là phần câu trả lời. Thì ở đây đã có 300 câu trả lời và các cái câu trả lời được thống kê cụ thể ở phía dưới này. Tuy nhiên thì chúng ta muốn biết dễ dàng thì chúng ta mở cái bảng Excel, cái bảng kết quả này đây. Mở nó lên. Thì chúng ta thấy được là các em học sinh nó đã làm bài đó, vào cái thời điểm nào nộp bài và được bao nhiêu điểm đều có phản ánh ngay chỗ này hết. Rồi tiếp theo thì chúng ta qua cái thẻ là cài đặt. Thì trong cái phần cài đặt này thì cái thứ nhất đó là đặt làm bài kiểm tra. Khi chúng ta test đây thì nó sẽ trở thành cái bài kiểm tra của chúng ta. Rồi công bố điểm thì ngay sau mỗi lần nộp hay là sau đó rồi đánh giá thủ công thì tùy chúng ta chọn, nhưng thường thì công bố ngay sau mỗi lần nộp. Đối với cái phần này là cài đặt xuất hiện đối với người trả lời, thì sau khi nộp bài thì học sinh có thể thấy câu trả lời sai, câu trả lời đúng và thấy được giá trị điểm của mình. Thì nếu như chúng ta muốn cho hiển thị cái câu trả lời đúng lời sai thì chúng ta bật cái này lên, còn nếu chúng ta không muốn cho hiển thị thì chúng ta tắt nó đi. Ví dụ như trong trường hợp là ôn tập thì chúng ta nên bật cái chế độ này lên để cho học sinh biết câu nào trả lời đúng và câu nào trả lời sai để các em có thể chỉnh sửa lại. Còn nếu như trong cái trường hợp mà cho kiểm tra mà để tránh đi cái trường hợp trao đổi bài thì chúng ta có thể tắt chế độ này đi. Tiếp theo trong cái phần câu trả lời chúng ta cần thu thập địa chỉ email thì bật lên. Thì đặc biệt trong phần này có cái chỗ là hạn chế với người dùng trong Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang. Thì cái phần này là chúng ta đang soạn bài trên cái drive của cái mail có giới tính miền là an giang.edu.vn. Do vậy thì
chúng ta muốn chia sẻ đến tất cả các học sinh thì nên tắt cái chế độ này đi. Rồi tiếp theo là giới hạn trở lại một lần. Đối với cái ngân hàng câu hỏi, chúng ta nên tắt chế độ này đi. Như thế này thì học sinh có thể làm nhiều lần. Còn nếu chúng ta bật lên như thế này đây thì học sinh chỉ làm được một lần duy nhất mà thôi. Thì trong trường hợp đây là cái đề thi thì chúng ta nên bật cái chế độ này lên để học sinh trả lời một lần mà thôi. Rồi tổng cái giới hạn kích thước cho tất cả các tiệp để lên. Đây là cái chỗ mà dung lượng dành cho cái câu tự luận thải tiệp lên. Về phần trình bày thì chúng ta có thể là tùy chọn là hiển cái thị cái thanh tiến độ hoặc là sáo chọn thứ tự câu hỏi. Thì khi chúng ta bật chức năng này lên thì các cái câu hỏi ở trong cái đề của chúng ta nó sáo chọn lại. Tuy nhiên nếu chúng ta tách ra thành hai phần thì sự sáo trộn đó nó chỉ diễn ra ở trong cái phần của nó mà thôi. Đó là một số cái cài đặt căn bản cho cái form đề thi này. Sau khi hoàn tất thì chúng ta chỉ còn công đoạn cuối cùng là gửi cái link bài làm này đến học sinh. Thì chúng ta bấm vào nút gửi. Và chúng ta nên bấm qua là cái đường liên kết. Có thể là bấm rút gọn lại. Và sau đó sao chép cái đường liên kết này. Rồi dán qua Zalo hoặc là qua mail hoặc là qua cái kênh nào đó để chuyển đến học sinh. Thì học sinh chỉ cần nhấp vào cái link này thì sẽ thấy được bài làm và khi đó học sinh sẽ làm bài.